phê chuẩn khởi tố kẻ giết vợ do ghen tuông. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Hậu về tội giết người theo quy định tại Điều 123 BLHS-2015. Hậu là kẻ đã sát hại vợ do ghen tuông. Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, Huỳnh Văn Hậu sống chung như vợ chồng với chị L tại nhà của L ở thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Quá trình chung sống, Hậu nghi ngờ chị L có quan hệ tình cảm với người khác nên nảy sinh ý định giết L, rồi tự sát. Khoảng 23 giờ ngày 19 tháng 9, Hậu vào phòng thấy L đang nằm ngủ nên dùng búa sắt đập hai cái trúng vùng thái dương đỉnh phải và vùng thái dương trán phải của L, làm chấn thương sọ não. Nghĩ chị L chưa chết, Hậu tiếp tục lấy một con dao cắt vào vùng cổ của L, làm đứt thực quản, khí quản và động mạch cảnh bên trái. Sau khi giết chết L, Hậu đã tự sát bằng cách dùng búa và dao tự đập nhiều cái vào đầu, cắt vào cổ và đâm vào vùng bụng của mình rồi nằm bất tỉnh bên cạnh chị L. Đến sáng ngày 20 tháng 9 năm 2022, ông P, cha ruột của chị L, đến nhà L, phát hiện sự việc nên gọi điện trình báo công an. Huỳnh Văn Hậu sau đó được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Sau khi điều trị xong, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hậu.